Chơi cái này bắt buộc thì phải thí thôi bạn ơi, làm sao mà tránh được đâu. Chơi cái này chịu thôi ông. Nắm bút phải thí thôi. Thằng nào nhỉ? Tăng huy thằng 8 lắm. Tăng huy thằng 8 lắm. Mọi này nữa. Bọn này toàn vút lung tang tung ạ. Thằng này thằng nào đây? Thằng này thằng số 5 mà. Thằng số 5 không biết có phải không. Để xem mấy thằng này nào. Tôi nghĩ thằng số 8 này thôi này. Số 8 với thằng số 6 rồi. Số 8 với thằng số 6 kìa. À. Biết ngay thằng số 8 mà lại. Mốt thằng số 8 với chúng mày ơi, mẹ ngu vừa thế này. Thằng 8 nhá. Mốt thằng số 7 trước đi. Vậy thằng số 7 thằng số 8 thằng số 6 rồi. Vậy thằng số 8 thằng số 6 là hai cảnh sát rồi. Biết ngay là thằng 8 ở đấy thấy nó đi chung này. Số 8 không thấy đâu thì chỉ có thằng số 8 thôi. Kiểu gì nó cũng ra nó vỗ nốt thằng này làm xem. Bọn này vẫn chưa tìm thấy xác ở CCTV nhưng mà áo thật đấy. Nó vào nó vỗ nốt thằng này này. Biết ngay mà lại. Về báo án đi. Ngu mày thằng ngu. Ngu đã biết suy luận. Vào số 8 rồi. Quay ra vote mình luôn. Ngu tin cái đéo gì. Thôi bỏ qua mẹ đi. Biết đâu này làm gì đây, đâu này làm cảnh sát hay là cái đéo gì ấy. Xem thằng nào đã trận này xem thằng nào ai lại là kẻ trộm đấy, đéo là trộm đại ca thì ngon hơn này. Làm trộm đại ca là nói chung nó còn có tí chức tí quyền thì mẹ nó còn chơi nó còn cảm giác nó sướng hơn. Một 1, 3, 13, 18 này, đéo nhớ được. 5, 10, 13, 18 này. Còn một thằng nữa, thằng ấy đâu rồi? Chả biết thằng nào nữa cơ. Đợi nó vào nhá. Cẩn thận thằng số 3 này. Nếu tôi nghĩ không phải là bọn nó trêu, nó dí dí thế thôi. Thật mấy thằng này đi làm nhiệm vụ đi chúng mày. Số 11 kìa. Cẩn thận thằng số 11, cẩn thận thằng số 11 kìa. Thằng số 10 và thằng này làm không lên vụ này. Ơ thằng này làm được rồi này, thằng 10. Để xem thằng số 4 này làm có lên được nhá. Thằng 1 và
số 4 này, cẩn thận nó. Cẩn thận thằng số 1, thằng số 4. Vậy thằng số 4 là người rồi. Ngoài hai tím than, bỏ qua lẹ, chán thanh niên, tám không dám liều. Tám không dám liều, đéo hiểu kiểu gì. Tám không dám liều lúc trong cam. Ai? Ai 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 ai. Hai thằng đi với nhau, thấy thằng bảy đi ra, đại ca cho em đi theo với. Bảy rồi. Số 7 rồi, nãy ai vote rồi? Chưa ai vote cả, chưa thằng nào hoàn thành vote đầu tiên. Thằng trắng kìa. Thằng trắng. Thằng vote sớm lắm. Thằng 1 vote sớm lắm. Tăng như số 1. 1 hoặc 7. Vút 1 trước. Vút 1 trước. Xong vút 7. Nghe tao. Vút 1 trước. Thế bình tĩnh, nghe tao. Vút 1 trước đi. Không đúng thì vút tiếp bằng 7. Vốn một trước. Vốn thằng một trước đi nha. Thằng một nè, vốn thằng một nè. Anh em để ý số một. Số một nãy giờ đéo nói gì. Không biết số mấy thôi. Địt là cam là cảnh sát luôn, vậy là một rồi. Hai vàng và bảy cam. Ô xong mẹ luôn rồi. Chưa. Ủa sao số 2 bị ao vậy? Bị thằng 12 đánh ảo vãi kẹt. Bỏ qua. Một trong hai thằng phải thí chứ còn đéo gì nữa. Bắt buộc phải thí một trong hai thằng này thì mới biết ra được. Một hoặc bảy. Tao nghi hai thằng này. Mẹ kẻ trộm. Đi chung chung này, không đi chung này, vỡ mồm này không ạ. Cẩn thận này, cẩn thận này, ra bồ mấy thằng này. Cái đi con mẹ đã bị thằng vàng tóm này. Thằng vàng, thằng vàng, thằng vàng, thằng vàng. Thằng hai. Vừa vào thằng hai. Chưa kịp uống bia nữa. Thằng hai, vốt vốt luôn thằng hai đi. Chắc là mới chơi. Vốt hai, vốt hai, vốt hai. Chắc thằng vụ, chắc thằng số 2 nó vừa mới chơi xong nó không biết, nó tốt gọi là nó test chức năng. Hai nó không lên tiếng kìa. Tao đi cắt cổ tụi mày luôn. Mấy cảnh sát gà quá, cảnh sát được đâu. Đứng đông vậy mà nó dám giết. Một là 14. Hai là 2. Nhanh luôn đi, hoa thành vốt đi. Mẹ chúng mày lâu thế nhỉ. Ok còn gà. Ai nữa? Mời mày. Thôi vốt 2 đi. Vốt mẹ ai đi, chủ dịp họp đồng vàng này. Khai gì bị mất mát. Thằng 6 vốt nhanh. Thằng 6 vốt đi. Chắc từ từ thôi, mệnh game lâu vậy. Tụi mày lâu chưa, tím này là tím không vốt à?
tím nó đéo vote kìa. Cho người khác chơi F11 luôn đi, cho người khác chơi F11 luôn. Đéo rồi. Vote nó đi, vote nó đi, vote nó đi, vote nó đi, vote nó đi. Nó đéo vote. Vote nó thì vote mẹ luôn đi, ai chọn cái ca vậy? Ồ, đéo phải rồi, chết thật. Hai vàng tóm mình mà. Ồ. Mẹ lag game mà. Mày biết tao mà, thằng 2. Thằng số 2 là trộm đại ca. Thằng số 2 là trộm đại ca. Mày biết chơi game không vậy? Mẹ báo ngu rồi. Nó là trộm đại ca thì phải. Nó không biết chơi sao ấy, chắc nó mới chơi. Nó là trộm đại ca. Mệnh. Vậy thằng 14 à? Vậy là thằng 14 rồi. Thằng 14, thằng 14, thằng 14 rồi. Thằng 14 rồi, nó vả tiếp mấy thằng này cho xem. Vậy thằng số 2 là trộm đại ca. Thằng số 2 này là trộm đại ca này, còn thằng số 14 nó là cảnh sát rồi. Đâu vãi cái đấy ra. Thằng ấy con kia đi. Ba xanh lá, vậy là thằng 14 rồi. Phát hiện ra thằng 14 luôn rồi. 14, thằng 14 kìa. Thằng 14 số 1. Hình như thằng 14 mà. Mày có biết chơi không vậy mà mày đi bây giờ mày bắt nó tóm mình luôn ạ. À. 1 đến 2 là cho vòng cam. Thằng số 2 là trộm đại ca rồi. Vậy là thằng số 1 rồi. Vậy là thằng số 1 và thằng 14 rồi, hai thằng này. Thằng số 1 và thằng 14. Không phải nó thì vote tao, vote 14 nha. Vậy đi. Anh em ơi cái đéo gì mày chết rồi còn anh em ơi cái gì. Huy ba nói coi. Tôi nghi 15 hơn. Thằng 14 đi kìa, vút mẹ đi, nó nhanh đi mẹ. Nhìn bọn này nó chơi mất, tốn thời gian vãi nồi ra.